vắng mà đói bụng thì chỉ có mì gói mới cứu đói được thôi. Nói là làm liền. Mà đã bao giờ mọi người xem review đồ ăn á xong cái bị thèm rồi phải đi mua đồ ăn về ăn cho bằng được không? Đấy, điển hình là Min nè. Đây là mì lẩu thả hải sản cay. Nghe mọi người đồn là cái mì này ngon lắm mà có hai gói gia vị rất là to, công nhận là to thiệt. Sau khi nấu nước sôi mình sẽ thả mì cùng với hai gói gia vị vào. Mà theo như hướng dẫn trên bao bì thì mình sẽ cần nấu mì trong 4 phút 30 giây. Min sẽ cho thật là nhiều topping, sau đó là hành lá, cuối cùng tắt bếp là đã nấu xong. Mở nắp ra một cái, trời ơi mọi người có ngửi thấy mùi mì nó thơm không? Ủa sao lúc nấu mì có mình ngồi nấu à ta, mà sao lúc ăn bù đông ghê. Mà mỗi người sẽ có một cách ăn khác nhau, thêm kim chi nè, rong biển nè, rồi tôm nè, rồi trái cây nè, cuối cùng là một trái tim của cà rốt. Nên sẽ bỏ con tôm vào ăn cho nó hoành tráng, nhưng mà có vẻ ăn khó khăn quá nên thôi lấy ra. Trước tiên là mình sẽ hấp một miếng nước mì. Ngon quá nhà, vị cay vừa phải, ăn rất là vừa miệng. Mà mình nấu đúng thời gian nên cọng mì á được làm từ khoai tây, ăn nó dai dai, vị ngon như lẩu chem bông của Hàn Quốc vậy đó. Công nhận cái tài chế biến mì của mình giống như là đầu bếp 5 sao gì đó. Ăn thêm một miếng kim chi chua chua nè, rồi ăn thêm một miếng rong biển giòn giòn. Không biết là có bạn nào xem Min ăn mì mà thèm không ta. Công nhận là mì ngon, ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Mì đã ăn xong rồi mà hình như mình thấy có thiếu thiếu hay quên gì phải không ta?